Tháng này là một tháng rất là vui và rất là thú vị và rất là tuyệt vời và cũng như là rất là đã, rất là phê, mà phê theo như là kiểu mấy con tê tê ở ngoài đang được phê vậy đó các bạn. Có liên quan đến cái câu chuyện mình vừa mới kể. Tại sao tháng này mình lại rất là vui? Bởi vì tháng này mình không phải làm số cuối tháng anh gì. Ngày cuối tháng này anh Huy NL đã rộng rãi cho cả văn phòng S Channel và cũng như là kênh Cấu To của mình được đi du lịch các bạn, và mình mới từ Quy Nhơn mình trở về gửi đến các bạn Quy Nhơn một câu là biển của các bạn quá đẹp luôn. Mình thì không có làm vlog về Quy Nhơn bởi vì mình muốn có một chuyến đi mà mình không phải làm việc, mà mình chỉ có chơi, có ăn, có uống, có ngủ. Ra thì mấy hôm nay trời cũng khá là mưa. Hôm bữa làm cái clip pizza bạn vô comment mấy nay trời có mưa đâu, sao không mưa, mưa từ quận này qua quận nọ, mưa tầm tã luôn. Mình cũng rất là buồn bởi vì mấy tháng nay các bạn biết không, là ở Sài Gòn á không có một món gì gọi là mới, gọi là đặc sắc. Mình lên hết những cái hội nhóm, những cái fanpage, những cái gì liên quan ăn uống thì mình cũng chỉ thấy những bạn làm mút băng tháng này hoạt động rất là mạnh thôi. Bữa nay mình quyết định luôn, đó chính là mình sẽ ăn một cái món mà mình nghe tên mình đã thấy thích rồi, đó chính là món cơm lam. Tại sao cái áo ngày hôm nay mà mình mặc nó kiểu nó bị không có được chỉnh chu như vậy? Bởi vì là toàn bộ cái đồ mà mình đi chơi á, mình chưa có đi lấy được nữa, trời mưa. Em dặn đồ đóng cửa. Nhưng gấu vẫn ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ăn thôi. 5 cây cơm lam, 1, 2, 3, 4, 5 và 10 cây thịt. Mình thì không biết cái quán cơm lam nào ngon nên là mình không dám giới thiệu cho các bạn. Nếu mà sau các clip này mình cảm thấy cái quán cơm lam này ngon thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về món cơm lam này. Thông thường thì cơm lam mọi người sẽ tuốt kiểu này nè, đó. Mình thấy trên mạng thôi nha. Để không thôi các bạn lại bảo gấu là không biết gì về cơm lam hết. Hồi đó giờ đây là lần thứ hai, chắc là lần thứ hai mình ăn được cơm lam các bạn. Gạo ngon ạ. Cái đuôi này ở đây bẻ sao mấy ông? Lấy gì mình cái chén thôi. Khoan khoan, lấy gì mình cái chén, anh lấy cái chén hả? Cái gì ta? Đó là đậu phộng, muối trộn chung với đậu phộng các bạn, đậu phộng dầm ấy. Quay lại với cái món cơm lam của mình. Đây là một món cơm đến từ những vùng miền núi các bạn, nơi mà có những con người mà khi họ phải đi rừng, đi rẫy. Tại sao mình biết được như vậy? Tại vì mình có coi kênh của anh Tân Hoa Ban Food, một anh làm về ẩm thực Tây Bắc rất là đỉnh. Wow, xịn dữ luôn á. Xin chào các bác, hôm nay là tôi cho các bác ăn cơm lam nha. Kiểu khi mà đi rừng á thì chúng ta không có nồi niêu son chảo gì để mang theo nhiều, bởi vì đi rừng là đi leo được rất là cực khổ. Mình đã từng leo núi rồi, rất là cực khi mà phải đem nồi niêu son chảo theo, nên là họ sẽ tận dụng những cái cây tre, cây nứa ở bên đường. Họ cho nếp cơm vô cái ống tre hoặc ống nứa, sau đó họ đổ nước vô và họ đun toàn bộ cái ống tre lên và nó sẽ ra được cục cơm như thế này. Sau khi tuốt toàn bộ cái đó, cơm nấu cực kỳ dẻo, cơm lam ở đây cực kỳ dẻo, ăn rất là ngon. Và nó có thêm một cái mùi mà ngon thật á. Ngon quá. Thật ngon lắm luôn á. Hồi xưa mình nghĩ là cơm lam nó sẽ mặn mặn ở bên trong, là kiểu như nó có gia vị người ta nêm nếm sẵn giống như xôi của mình. Nhưng khi mà mình ăn lần một và lần thứ hai thì mình phát hiện ra là cơm lam hoàn toàn không có một cái gia vị gì bên trong hết, và nó thuần tự nhiên hết luôn các bạn. Là khi chúng ta muốn có một cái vị mặn hay gì đó ở cơm lam thì chúng ta có thể chấm, đây là đậu phộng á, đậu phộng dầm với muối.
Hoặc chúng ta có thể chấm với tương ớt. Tùy các bạn thôi, đây là món ăn đi rừng, món ăn sẽ ăn bằng tay, món ăn sẽ ngồi bẹp dưới đất mà ăn, món ăn chúng ta sẽ ngồi giữa thiên nhiên, giữa suối, giữa bất cứ chỗ nào chúng ta có thể ngồi được, mình có ăn. Nên hôm nay mình sẽ quyết tâm là mình không dùng đến bao tay nữa, mà mình sẽ dùng tay không luôn, nói thật luôn, dùng tay không, không ăn bao tay. Món này mà nghĩ á, ngon hay không sẽ không có ngon. Thử một cục thịt ra. Ngon lắm. Hồi nãy mình định mua cả con gà rồi, mà thôi. Cảm giác như là vẫn ít đúng không? Mình nghĩ là nếu mà muốn xịn hơn, muốn đã hơn thì phải mua 10 cây cơm rau. Dạo này á, cái bao tử của mình đang gặp một xíu trục trặc. Ngon hơn cái đợt trước mình ăn thì mình cũng chưa bao giờ thử cơm lam kiểu mà của cái người ở trên rừng, trên núi, như là cái người đúng gốc á, họ làm, mình chưa bao giờ được thử hết. Nên là mình chỉ ăn cơm lam ở trong thành phố thôi, không biết nó có khác biệt gì không. Như mình nói hồi nãy, cơm lam nó được nấu bằng cách là cho gạo hoặc nếp, hoặc là gạo nếp, hoặc là nếp gạo, hoặc là gạo dẻo, nói chung là rồi sau đó họ sẽ cho nước vào và họ sẽ nhúm một nhúm lửa lớn ta đục, và họ bịt cái đầu cái cây đó lại đó, xong họ dục vô nấu. Khi mà họ thấy được như là cái ống tre, ống nứa nó như thế nào đó thì bắt đầu họ sẽ lấy ra và họ sẽ tuốt ra và nó thành từng ống như thế này. Cái người đi rừng á thì họ ăn tới đâu thì họ chặt ra tới đó, như là họ ăn thì họ chặt ra, chứ họ không có để bày như cái này. Bày kiểu này là giống kiểu ở miền Nam mình là để cho bày ra sẵn để cho các nhà hàng á họ bán thôi. Còn những cái người ở trên kia là họ để cả ống như nè, họ ăn ở đâu thì họ chặt ra và họ xé như là lột trái chuối vậy đó. Thì bản thân mình cảm thấy khá là ngon, bởi vì là gạo nấu rất là vừa ăn, mùi thơm nhẹ của cái vỏ cái cây tre này, tre nứa cái gì đó mình không biết được, cái này là mình nghĩ là cây tre các bạn, có một cái mùi rất là thơm, mùi giống như là mùi thảo mộc, mùi tự nhiên vậy đó, hòa vào xíu một cái nước mình nghĩ đã nấu bằng nước dùng hay là nước gì rồi. Có lột vậy đúng không hay là phải lột một cách nào khác nữa, mấy ông? Wow, khéo. Các bạn cẩn thận khi ăn cái món này nha, bởi vì á mình sợ là nãy giờ mình sợ là bị dầm đâm vào tay á các bạn. Này, chúng ta có một cục cơm lam nó như thế này đây đó, thấy không, rất là ngon. Chấm vô. Khi chấm với cái đậu phộng này á, đây là một cái đậu phộng mà người ta có pha muối vô thì nó làm tăng cái độ béo. Do đậu phộng đặc thù của nó có tính béo, mà khi chúng ta chấm cục cơm vô quá, chúng ta sẽ cảm thấy một cái độ béo rất là sướng trong miệng chúng ta. Có nghĩa là chấm vô chúng ta cảm thấy nó hợp lý, và nó kiểu như là wow, cái đậu này, cái muối đậu này nó hợp với lại cái cục cơm này. Hợp ớt hợp mà. Tuyệt vời. Quá đã. Thịt làm thịt nướng làm vừa ăn đó. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn là ăn cay được á thì các bạn có thể ăn kèm chung với lại một cái gói tương thế này cũng sẽ ngon không? Mấy hôm nay thì các bạn không thấy gấu ăn nhiều như mọi khi, kiểu như là ăn khổng lồ, ăn cái gì cũng nhiều, ăn cái gì cũng lớn. Thật ra là mình đang có vấn đề về bao tử các bạn, mình đang đi khám bệnh và mình sẽ cố gắng là hồi phục lại sức khỏe và tiếp tục làm những cái clip mà ăn thật là thèm, thật là nghiện các bạn. Bây giờ tạm thời mình ăn những cái món nhỏ kiểu này thôi. Được rồi, mình đi Quy Nhơn á thì có một cái thứ mà mình rất là hay, đó là mình được đi ra một cái đảo là Kỳ Co, đúng không ta? Do eo biển Kỳ Co đó mình không nhớ rõ, nhưng mà một cái vùng biển rất là đẹp và thật sự là một cái nơi, Quy Nhơn là một cái nơi rất đáng để đi các bạn. Giá thành mọi thứ đều rất là rẻ, và nếu có cơ hội thì mình sẽ đi đến đó làm một vlog về food, về du lịch
tại Quy Nhơn, bởi vì mình rất thích thành phố đó, con người, đồ ăn và cả mọi cái mức dịch vụ đó đều ở cái mức gọi là chấp nhận được. Và đối với mình, việc đi du lịch với những cái giá thành như vậy là nó đã rẻ rồi các bạn. Chuyên mục Open Anything của mình á thì đang là một cái mình đang xin tài trợ một vài cái đơn vị, tại vì có những món đồ nó quá mắc, mình không thể nào mà mình có thể mình tự bỏ tiền để mình mua và mình review cho các bạn được, nên là mình đang xin tài trợ. Và sắp tới thì mình nghĩ là sẽ là những khoảng thời gian mà những cái món đồ rất là độc, rất là lạ và rất là dị luôn sẽ xuất hiện trên kênh của Gấu To, và chỉ có kênh Gấu To có thôi các bạn ạ. Gấu ơi đi ăn thôi, thì hiện tại thì đó, mình đang rất là bị bệnh nên là mình chưa có thể đi đâu nhiều được. Nói chung là có rất là nhiều việc mình đang phải thực hiện, nên là cái Gấu ăn đi ăn thôi thì mình sẽ để khoảng thời gian đi, mọi thứ ổn định và mình sẽ bắt đầu mời mẹ đi ăn trở lại. Ok chứ? Quá, cái cơm này mình vẽ được nhiều hơn nè, mình vẽ được không có bị dính nhiều nè. Là sao ta? Là sao? Tại sao có cây cơm mình bẻ nó dính cơm, còn cái chỗ mình bẻ nó không dính nhiều? Các bạn có thể tư vấn cho mình được không? Mình chưa bao giờ được ăn cái món này nhiều hết, nên mình không có biết là nó kiểu mà nó nguyên bản là nó sẽ như thế nào. Là cái clip này cũng sẽ là một cái clip kiểu là không có gây cho bạn thèm nhiều đâu, và cũng một cái món cũng không mấy xa lạ với nhiều người. Nhưng mà mình hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có những chuyên mục khác để lấp đi những cái chuyên mục mà mình đang bị bão hòa như thế này. Ngày hôm nay á, khi mà mình coi được subscribe các bạn á, thì đã được là 140,000 subscribe rồi. Một con số mà từ những ngày đầu tiên mà mình đã làm, mà mình đã cố gắng, mà không nhờ các bạn này mình sẽ không được gì đâu, những người mà đã luôn theo dõi, luôn đồng hành cùng mình. Mình luôn đọc hết comment của các bạn, tất cả các clip mình luôn đọc hết. Những comment nào mình thả tim là những comment mình đã đọc qua. Tuy là mình không có comment nhiều nữa giống như ngày xưa, nhưng mà tại nơi đây thì mình sẽ thay đó bằng việc là mình sẽ thả tim các bạn, cho các bạn biết rằng ok, nó đã đọc được rồi và rất cảm ơn bạn, và rất yêu bạn và rất quý bạn. Cảm ơn bạn đã làm nên sự thành công của Gấu To, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và clip này cũng đã hết rồi, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip này. Clip hay, like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để làm gì các bạn biết không? Một câu rất là quen thuộc, để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye. Bây giờ mình sẽ phải đưa cái đống đồ ăn này qua cho mấy bạn edit. Bye bye các bạn. Bye bye nha.